Này thôi qua lâu rồi anh nhỉ? Mấy năm rồi? Chắc coi nhau mấy. Trời ơi ta. Chắc coi đường cánh đâu đó. Vậy luôn á. Thu ngay quốc lộ luôn. Cho ghê hả? Ghê vậy. Đường này là thu đai luôn. Đường này ai làm? Đường này nhà nước làm. BOT nào làm đường này? Đưa là trắng men thôi. Anh nên nhớ, anh nên hiểu rõ đường quốc lộ, đường quốc gia là của quốc gia chứ không phải của tư nhân, của tập đoàn nữa hết. Thì đánh dấu chuyên sỏi đó hả? Anh có 100 đồng không? Anh đưa bao nhiêu đó? Anh có 100 đồng không? Tiền bao nhiêu tiền vé? Tiền vé như vậy? Những 1 triệu hả? Tiền vé như vậy? Tỷ giá nhiêu tiền? Đó. Cho em hỏi tỷ giá nhiêu tiền? Chờ. Em hỏi anh tỷ giá bao nhiêu tiền, anh kia anh trả là sao? 35 nghìn nha. 35 nghìn rồi. Nhanh gọn lẹ đưa 35 ngàn. Nhanh gọn lẹ. Đi gấp rồi, trời mưa. Em gấp rồi. Đây. Lấy tiền đi anh ơi, lấy tiền bán vé này cho em qua anh ơi. Em mua vé em đi, em gấp mà. Anh lấy tiền đi anh. Lại là một hành động không bán vé mà vẫn chặn đường. Bán vé gì mà em anh? Lấy tiền đi anh ơi, lấy tiền bán vé này cho em qua anh ơi. Em mua vé em đi, em gấp mà. Anh lấy tiền đi anh. Lại là một hành động không bán vé mà vẫn chặn đường. Bán vé gì mà em anh ơi? Anh là bán vé cho em qua. Mình trong hiếu đó mình đưa tiền mua vé mà họ không, anh ấy không không thèm lấy. Anh ngạc nhiên quá đổi đó, tại sao không đưa tiền lẻ? Ngạc nhiên chưa? Đây này, tiền lẻ đây. Đang chờ soát vé nè. Bự quá. Bự luôn mà. Tiền lớn đó. Chắc anh chưa ngạc nhiên, ủa sao không đưa tiền, không đưa tiền nhỏ. Rồi, cho em xin cái vé luôn. Ok chưa? Rồi, cảm ơn anh. Thank you. Chúc anh năm mới mình khỏe. Rồi gặp nhiều người như tụi tôi. Đà Nẵng, tại sao lại ở đây là có cái trạm này mình không, mình không nghe nói vậy ha? Xong nghe nói, ok, thì thôi nhanh gọn lẹ giọt, để cũng mưa rồi, mình tranh thủ mình về mình còn ghé nghỉ ngơi bình tĩnh nữa. Trạm này trạm gì? Trạm gì đây? Trạm này trạm gì đây? Từ từ anh. Đúng rồi. Trạm gì? Từ từ nha. 35.000 đồng một lượt. Điện bàn Quảng Nam. Không có ghi vậy chứ anh ơi. Quốc lộ 1A, tỉnh Quảng Nam. Tự nhiên chặn quốc lộ 1 với chú phí nè. Sao lại mình lại sợt lên trên hệ thống mình không thấy mình đi qua cái trạm này nha. Hay là mình có thể là sót thông tin. Có thể do thời không có thành dân đi hết. Có vẻ vậy. Ok. Miền Nam thẳng tiến. Vậy này là chắc đến tối mình tới Bình Định không nổi không? Tới Quy Nhơn nữa. 300 mấy cây chứ. Ủa gần vậy? 300 mấy cây. Dự là mình sẽ tới Bình Định vào buổi chiều. Dừng đây rồi để mình chừa, phải chừa trong lượng mình còn xài tiếp nữa. Còn nhiều quá. Hiện tại bạn đang quay luôn hả? Rồi tạm biệt các bạn nha. Có gì thì vào tới Bình Định nghỉ ngơi rồi mình sẽ lên kêu tiếp. Thu quốc lộ. Thu ngay quốc lộ luôn. Cho ghê hả? Ghê vậy. Đường này là thu đai luôn. Đường này ai làm? Đường này nhà nước làm.
BOT nào làm được này. BOT là trắng men thôi. Anh nên nhớ anh nên hiểu rõ đường quốc lộ, đường quốc gia là của quốc gia chứ không phải của tư nhân, của tập đoàn nữa hết. Thì đánh dấu thương sỏi đó hả? Anh có 100 đồng không? Anh đưa bao nhiêu đó? Anh có 100 đồng không? Tiền bao nhiêu tiền vé? Tiền vé như vậy? Những một cuộc kỳ quá. Tiền vé như vậy? Tiền vé nhiêu tiền? Cho em hỏi tiền vé nhiêu tiền? Em hỏi anh tiền vé bao nhiêu tiền, anh kia em trả là sao? 35 nghìn rồi. Nhanh gọn lẹ, đưa 35 ngàn. Nhanh gọn lẹ. Đi gấp rồi, trời mưa. Em gấp rồi. Đây. Lấy tiền đi anh ơi, lấy tiền bán vé này cho em qua anh ơi. Em mua vé em đi, em gấp mà. Anh lấy tiền đi anh. Lại là một hành động không bán vé mà vẫn chặn đường. Bán vé gì mà em anh? Lấy tiền đi anh ơi, lấy tiền bán vé này cho em qua anh ơi. Em mua vé em đi, em gấp mà. Anh lấy tiền đi anh. Lại là một hành động không bán vé mà vẫn chặn đường. Bán vé gì mà em anh ơi? Anh là bán vé cho em qua. Mình trong khi đó mình đưa tiền mua vé mà họ không, anh ấy không thèm lấy. Anh ngạc nhiên quá đổi đó, tại sao không đưa tiền lẻ? Ngạc nhiên chưa? Cái này lẻ, đang chờ soát vé nè. Bự quá. Bự luôn mà. Tiền lớn đó. Chắc ở đi ngạc nhiên, ủa sao không đưa tiền, không đưa tiền nhỏ. Rồi, tâm xuống có vé luôn. Ok chưa? Rồi, cảm ơn anh. Thank you. Chúc anh năm mới mình khỏe. Rồi gặp nhiều người như tụi tôi. Đà Nẵng, tại sao lại ở đây là có cái trạm này mình không nghe nói vậy ha? Xong nghe nói, ok, thì thôi nhanh gọn lẹ giọt, trời cũng mưa rồi, mình tranh thủ mình về mình còn ghé nghỉ ngơi Bình Định nữa. Trạm này trạm gì? Trạm gì đây? Trạm này trạm gì đây? Từ từ anh. Đúng rồi. Trạm gì? Từ từ nha. 35.000 đồng một lượt. Điện bàn Quảng Nam. Không có ghi vậy chứ anh ơi. Quốc lộ 1A, tỉnh Quảng Nam. Tự nhiên chặn quốc lộ 1 với chú phí nè. Sao lại mình lại ra sợt lên trên hệ thống mình không thấy mình đi qua cái trạm này nha. Hay là mình có thể là xót thông tin. Có thể do thời không có thành dân đi hết. Có lẽ vậy. Ok. Miền Nam thẳng tiến. Về đây là chắc đến tối mình tới Bình Định không nổi không? Tới Quy Nhơn được. 300 mấy cây. Ủa gần vậy? 300 mấy cây. Dự là mình sẽ tới Bình Định vào buổi chiều. Tạm biệt các bạn nha. Có gì thì vào tới Bình Định nghỉ ngơi rồi mình sẽ live stream tiếp. Ghê vậy? Đường này ai làm? Đường này nhà nước làm. BOT nào làm đường này? BOT là trắng men thôi. Anh nên nhớ anh nên hiểu rõ đường quốc lộ, đường quốc gia là của quốc gia chứ không phải của tư nhân, của tập đoàn nữa hết. Thì đánh dấu thương sỏi đó hả? Có 100 đồng không?
Anh được bao nhiêu đó? Anh có 100 đồng luôn. Tiền bao nhiêu tiền vé? Tiền vé như vậy. Dính 1 triệu quá. Tiền vé như vậy. Tiền vé nhiêu tiền? Đó. Cho em hỏi tiền vé nhiêu tiền? Chờ chờ. Em hỏi anh tiền vé bao nhiêu tiền, anh kia anh chờ là sao? 35 nghìn rồi. Nhanh gọn lẹ đưa 35 ngàn. Nhanh gọn lẹ. Đi gấp rồi, trời mưa. Em gấp rồi. Đây. Lấy tiền đi anh ơi, lấy tiền bán vé để cho em qua anh ơi. Em mua vé em đi, em gấp mà. Anh lấy tiền đi anh. Lại là một hành động không bán vé mà vẫn chặn đường. Bán vé gì mà em anh? Đây. Lấy tiền đi anh ơi, lấy tiền bán vé để cho em qua anh ơi. Em mua vé em đi, em gấp mà. Anh lấy tiền đi anh. Lại là một hành động không bán vé mà vẫn chặn đường. Bán vé gì mà em anh ơi? Anh là bán vé cho em qua. Mình trong khi đó mình đưa tiền mua vé mà họ không lấy, không thèm lấy. Anh ngạc nhiên quá đổi, tại sao không đưa tiền lẻ? Ngạc nhiên chưa? Này à, đang chờ soát vé nè. Bự quá. Bự luôn à. Tiền lớn đó. Chắc anh đi ngạc nhiên, ủa sao không đưa tiền, không đưa tiền nhỏ. Rồi, chăm sóc cái vé luôn. Ok chưa? Rồi, cảm ơn anh. Thank you. Chúc anh năm mới mình khỏe. Và gặp nhiều người như tụi tôi. Đà Nẵng. Tại sao lại ở đây là có cái trạm này mình không mình không nghe nói vậy ha? Xong nghe nói. Ok, thì thôi nhanh gọn lẹ giọt. Trời cũng mưa rồi. Mình tranh thủ mình về mình còn ghé nghỉ ngơi Bình Định nữa. Trạm này trạm gì? Trạm gì đây? Trạm này trạm gì đây? Từ từ anh. Đúng rồi. Trạm gì? Từ từ nha. 35.000 đồng một lượt. Điện bàn Quảng Nam. Không có ghi vậy chứ anh ơi. Quốc lộ 1A, tỉnh Quảng Nam. Tự nhiên chặn quốc lộ 1 với chú phí nè. Đó nó vậy. Rồi mình lại ra sợt lên trên hệ thống mình không thấy mình đi qua cái trạm này nha. Hay là mình có thể là sót thông tin. Có thể do thời quá thanh dân đi hết rồi. Có vẻ vậy. Ok. Miền Nam thẳng tiến. Về đây là chắc đến tối mình tới Bình Định không nổi không? Được. À. Tới Quy Nhơn được. Ừ. 300 mấy cây chứ. Ủa gần vậy? 300 mấy cây. Dự là mình sẽ tới Bình Định vào buổi chiều. Dừng đây rồi để mình chừa, phải chừa dung lượng mình còn xài tiếp nữa. Còn nhiều quá. Hiện tại bạn đang quay luôn hả? Rồi tạm biệt các bạn nha. Có gì thì vào tới Bình Định nghỉ ngơi rồi mình sẽ live stream tiếp.